theo ý của em, một mẫu loa trầm 40 sẽ phù hợp với những cái dòng loa các em đang nghe ở nhà, như là dòng loa bass 30 đấy, bass 35, bass 40, thậm chí bass 50 cũng sẽ phù hợp với mẫu loa trầm này. Đó là mẫu loa siêu trầm F1800 phiên bản bass 40, ba lỗ thông hơi phía trước, một cái thiết kế rất là hầm hố, mạnh mẽ đấy. À, mặt trước là cái tấm mê căng của nó, em xin được phép tháo luôn ra để tiết kiệm thời gian và anh em theo dõi video nhé. Đây, tấm mê căng của nó thì bằng khung xương bằng gỗ, mặt trước bằng giải lụa màu đen, logo nhận diện thương hiệu Ewood này, và định hình luôn cả ba cái lỗ thông hơi phía trước. Khi mở đi căng ra thì các anh em sẽ thấy được là gỗ không đã thấy tiềm ấm đâu. Một con bass 40 gần cao su cho ra những cái tiềm bass rất là gọn gàng, uy lực mạnh mẽ. Đấy, cộng thêm ba cái lỗ thông hơi phía trước để đảm bảo được việc là trao đổi được tốt cái luồng khí động học được sản sinh ở bên trong thùng khi con bass này hoạt động ra môi trường bên ngoài, tăng cường thêm cái sự uy lực mạnh mẽ. Đó. Còn về kích thước con này, như em đã nói, một kích thước rất khủng ạ. Đây là hàng khủng nhá, hàng khủng. Với cái kích thước bên ngoài của chúng ta thì với diện mạo mặt trước của nó rất ấn tượng của bác ba lỗ thùng hơi. Với chiều cao thì sao ạ? Với chiều cao của mẫu SUP F1800 bản full size này thì chúng ta sẽ có chiều cao là 60cm. Đấy, nếu mà tăng giảm các thứ 61-62, chiều sâu vào thì chúng ta sẽ có là 56cm. Và chiều ngang ạ, chiều ngang chúng ta sẽ có 48cm. Một kích thước rất đẹp. Còn về màu sắc thì cái màu này cũng được coi là một cái màu rất là giản dị. Em sẽ nâng lên đây. Rất là nặng nha các anh em nhé. Cái màu vân gỗ mà tông màu giản dị khá là phù hợp với nhiều dòng loa karaoke phân khúc tầm trung cận cao cấp của hãng Ewood hiện nay. Rồi, em sẽ quay mặt sau. Mặt trước thì ok, các anh em có thể thấy được là một bass 40 và ba lỗ thông hơi rồi. Còn mặt sau thì sao ạ? Như em đã nói và chia sẻ với em, dùng karaoke gia đình cứ chọn loa trầm điện cho em. Thứ nhất là giá thành hợp lý, thứ hai là dễ dùng. Thì đây, cái dòng trầm điện thì nó sẽ có một cái đặc điểm chung, đó là một cái hệ thống âm ly công suất mà chúng ta hay gọi là mạch súp đấy. Mạch súp ở sau thì thường thì hiện nay những con súp với bản quốc tế và những công nghệ mới hiện nay thì đa phần sẽ sử dụng điện 220, và con này là dây nguồn dài tích hợp điện, cắm điện vào đây đấy. Và tiếp theo không công tắc khởi động, thế là xong. Còn về thông số kỹ thuật thì em chia sẻ luôn. Đầu tiên là mã sản phẩm, chúng ta sẽ có là Ewood Audio này. Đấy, mã sản phẩm là F1800 Pro bản full size, bản lớn. Cái đáp ứng được cái tần số của nó là 20Hz cho đến 700Hz, một tần số đáp ứng rất tốt. Còn công suất ạ, công suất ở mẫu trầm này thì chúng ta sẽ khai thác ở trung bình là 700, và maximum là 1800W, chẳng hạn là 8 ohm, độ nhạy là 90dB, giải tần số trầm mà. Còn về con này sử dụng nguồn gì thì anh em hay hỏi là súp này sử dụng nguồn gì, thì con này sử dụng một cái nguồn xuyến rất lớn nằm ở khu vực này. Đấy. Và các đường đưa tín hiệu vào nữa thì nó sẽ có đường đưa vào AV và chuẩn cam đông, em đã giới thiệu với anh em rồi. Nhiều bác bảo ốc con này không có mạch tản nhiệt à? Có, con này có làm mát ở bên trong và có quạt gió, con này có cửa sổ hút vào và xả ra làm mát nhiệt bên trong. Rồi, còn những khu vực vị trí này thì em sẽ giới thiệu nhanh để tiết kiệm thời gian cho anh em, vì em cũng khá là nhiều video chia sẻ về trầm điện rồi. Đầu tiên là nguồn đưa tín hiệu vào thì các em có thể cắm cái đường hoa sen này qua kết nối trực tiếp với vang số, hay là âm ly, hay là đẩy âm vang, hay là nâng tiếng lọc xì đều qua đường này, cắm đủ 2 giây hoặc 1 giây cũng được. Đấy. Tiếp theo là còn có thêm đường vào của cặp mông và đường linh ra, có nghĩa là con này có thể linh sang một con trầm nữa, cũng linh được sang một con trầm điện nữa. Rồi, còn hệ thống điều chỉnh ở đây thì trên trầm điện thì nó sẽ có ba cái cơ bản nhất. Một đó là tăng giảm volume, hai là điều chỉnh tần số, ba là cân pha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với tăng giảm volume. Thì cái này thì con trầm nào thì thôi, anh em nghe thì có thể tăng giảm làm sao cho nó cân đối, tiếng bass nó đánh mạnh hoặc lực nhỉ hơn loa chính một tí, thì tùy thuộc có thể là 12 giờ hoặc là 1 giờ. Còn đâu sau rồi sẽ chỉnh theo hệ thống giảm âm ly sau. Rồi, còn cắt tần số thì nhiều dòng súp có thể cho chúng ta cắt từ 30Hz cho đến 150Hz, còn những con dòng thì trung bình là 40 cho đến 150Hz. Thì nếu như anh em nghe nhạc vàng cần cái tiếng bass sâu thì có thể cắt xuống 40, còn cắt về hết cái ký hiệu 40. Còn không, nếu chúng ta hát karaoke và nghe nhạc mạnh remix thì các anh em có thể để ở khoảng 70Hz, tức là áng chừng cho em khoảng độ 9 đến 10 giờ. Cái trên album nào nó có một cái vạch trắng để chúng ta biết được là chúng ta đang điều chỉnh cái nút để nó đi hướng nào. Thì đây, như con này em sẽ hướng dẫn các em, nếu nghe nhạc mạnh hát karaoke hoặc là cơ bản phổ thông nhất, cứ để ở hướng này cho em, hướng 10 giờ cho em.
cùng lắm lên đến 11 giờ chấm hết, không được lên nữa là cái tiếng trầm nó sẽ bị cứng vì nó ra nhiều ra trung âm. Rồi, còn cân pha là gì? Cái vai trò cân pha là từ đảo pha từ 0 đến 180 độ là để cân pha. Cân pha để cho cân cái tiếng bát của loa súp đều nhịp với tiếng bát của loa chính. Đấy, nếu chúng ta không cân tốt, không điều chỉnh đảo pha tốt thì nó sẽ bị lệch tiếng bát đi, đánh nghe nó sẽ rất là khó chịu. Lúc này nó không còn sự cộng hưởng của loa trầm và loa chính nữa, mà lúc đấy nó sẽ bị triệt tiêu lẫn nhau, triệt tiêu tiếng bát hoặc làm những bản nhạc rối lên. Thì cái này tùy vào nhả vào, ấn vào hoặc nhả ra thì làm sao nghe, chúng ta nghe bằng tai của mình. Lúc đấy về cái không gian phòng nhà mình và đôi loa nhà mình, cái phân tần của loa nó khác nhau mà. Đấy, thì chúng ta có thể nghe, ấn vào nhịp đủ nhịp rồi thì tiếng bát cùng nhịp rồi thì để im, còn không được thì nhả ra. Đấy, vậy đã xong. Và đây là cái mẫu S1008. Đấy, quay trở lại với nhân vật chính. Loa súp S1008 bản full size, hiện tại có công suất trung bình là 700 cho đến max 1800W, kích thước rất là hầm hố cao 60cm. Đấy, bản cực kỳ gấu. Với thiết kế này thì nó sẽ phù hợp với những cái dòng loa như em vừa đề cập ở đầu, đó là những cái dòng loa bass 30, bass 35, bass 40, bass 50. Đấy, thì anh em có thể ghép mẫu này và không gian có thể lên đến hàng trăm mét vuông cho phiên bản bass 40. Ba lỗ thông hơi phía trước này, còn test nhạc để chứng minh cho em những cái gì mà em chia sẻ là dòng này sẽ phù hợp với những loa lớn, thì em sẽ lựa chọn ngay phía sau em, đó là cặp loa C15 Pro, cũng là cặp loa cây bass 40 để ghép và cùng với mẫu súp này để em thử âm nhé. Với mẫu loa trầm S1008 ba lỗ thông người phía trước, các anh em thấy có uy lực mạnh mẽ không? Đấy, đối với những cái bộ dàn mà các anh em đang bị thiếu tính trầm á, cần hỗ trợ thêm cái tiếng trầm cho nó sâu, tiếng bass nó sâu hơn, lực hơn, để các bạn tìm hiểu thêm về cái mẫu này. Nó sẽ phù hợp với những dòng loa bass 30, bass 35, bass 40, thậm chí bass 50 và những không gian có thể lên đến hàng trăm mét vuông. Nghe bằng nhạc và hẳn với cặp loa cây C15 Pro, nghe qua cái bằng nhạc thấy cái phần trình diện nó quá là lực luôn phải không ạ? Rồi, em sẽ khép lại video đây. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video của Zika chúng em nhé. Xin chào, cảm ơn.